Câu chuyện truyền thanh Câu chuyện truyền thanh Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay còn khá nhiều hoàn cảnh các em học sinh nghèo nhưng chịu khó chưa lên học giỏi, dù rất nhiều em vì gia đình nghèo nên phải đi làm phụ giúp cha mẹ để kiếm tiền đi học. Bên cạnh sự giúp đỡ của xã hội thì cũng cần lắm sự trợ giúp cảm thông của nhà trường. Nhà trường cần quan tâm hơn và nắm bắt rõ hoàn cảnh của từng em học sinh do trường quản lý nhằm một phần nào đó giúp đỡ các em có điều kiện học tốt hơn để các bậc phụ huynh yên tâm khi gửi con em mình đến môi trường giáo dục tốt. Câu chuyện truyền thanh chiếc cặp của tác giả Trang Thi phản ánh vấn đề trên. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe qua phần thể hiện của các diễn viên. Duy Hằng trong dây hiền, Tường Duy trong gia quân, con của hiền, Ngọc Loan trong giai qua, em của quân, Thu Quế trong gia cô giáo ngân. Hữu Phúc trong vai Thầy Tuấn, Minh Hiển đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. ở nhà của chị Hiền, Quân là con trai lớn của chị, vừa tăng học là chạy nhanh về nhà để đưa chiếc cặp cho em gái vì sợ em mình đi học trễ. Quá ơi, anh về rồi đây, em chuẩn bị đi học nhanh đi, kẻo trễ là bị cô la nữa đó. Ủa, em đâu rồi quá? À, anh hai về rồi, sao nay anh về trễ vậy? Cái chân anh bị chảy máu kia kìa, để để em lấy giải băng lại cho anh hai nghe. Anh không có sao đâu, chỉ bị trầy chút thôi hà, Sao giờ này á em còn chưa thay đồ nữa Hôm nay á em được nghỉ tiết đầu Hôm qua em nói rồi mà anh quên hả Để em lấy giải bịch lại cho nha Bị chảy máu nhiều như vậy á mà nói là không sao Có gì đâu hà Lúc nãy anh sợ em trễ học Nên tranh thủ chạy về nhanh Bị dắp cái cây á nên ngã xuống đường Thành ra cái chân như vậy nè Thiệt tình à Em trễ một chút á cũng có sao đâu Trước giờ em đi trễ quen rồi Riết cô giáo cũng không có rầy nữa anh hai á không cẩn thận, lỡ có chuyện gì á, làm sao mẹ lo nổi cho anh đây? Mẹ lo cho anh em mình được đi học á đã là may mắn lắm rồi đó. Anh biết mà. Thôi, em bằng lại nhanh đi, để mẹ về thấy thì mẹ lại lo đó. Làm sao giấu được mẹ? Nói ra lý do, mẹ sẽ hiểu và không trách mắng anh hai đâu. Anh không có sợ bị mẹ la, anh chỉ sợ mẹ lo rồi bắt anh đi bác sĩ này nọ tốn kém lắm. Mỗi ngày mẹ bán rau ở chợ có được bao nhiêu đâu. Bởi vậy hai em mình á muốn có thêm chiếc cặp đi học nhưng cũng á, đâu có dám nói với mẹ vì sợ mẹ phải bỏ ra số tiền lớn mẹ lại nhịn ăn nhịn mặt mẹ ngày càng ốm càng xanh xao đó anh hai em gái anh ngoan quá chừng hà biết nghĩ cho mẹ đến vậy em lớn rồi đó qua hai con ngoan của mẹ mẹ xin lỗi vì mẹ đã để hai con thiệt thòi bấy lâu nay mẹ không thể cho hai đứa cuộc sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác hai đứa phải dùng chung cái cặp đi học Bộ quần áo thì phải mặc mấy năm trời. Ăn thì cũng không dám ăn no, đang để dành phần cho mẹ. Mẹ cảm thấy thẹn khi không lo được cho hai con. Không đâu mẹ, mẹ của con là tốt nhất. Mẹ thương và lo cho anh em con ăn học đến giờ là đủ lắm rồi. Tụi con á đâu cần ăn ngon mặc đẹp mà chỉ muốn cả đời này làm con của mẹ thôi hà. Ba mẹ con mình sống như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi mẹ. Anh hai nói đúng đó mẹ cả nhà tiết kiệm một chút để mẹ đỡ vất vả nghe mẹ hai con của mẹ ngoan lắm đợi mẹ nhận tiền thu dọn vệ sinh khu chợ tuần này á là đủ tiền mua cặp mới cho anh em con rồi đó hai đứa sẽ không còn xài chung cái cặp nữa thôi mẹ mẹ để dành tiền đóng học phí cho em đi mẹ con và em xài chung cái cặp á cũng được rồi chịu khó chạy đi chạy về á nhanh chút thôi mà mẹ không có được mẹ quyết định rồi chứ để con chạy nhanh về nhà như vậy á nguy hiểm dữ lắm quân con đưa vết thương cho mẹ rửa sơ bằng nước nóng pha muối rồi mới băng lại được không thôi nó nhiễm trùng á thì nguy hiểm lắm đó con dạ mẹ đi con tự làm con làm được mà con lớn rồi cái thằng miệng mồm dẻo queo hả à. thôi được vậy con tự làm nghe mẹ vào trong lo dọn dẹp nhà cửa tại lớp học của qua cả lớp đã vào học nhưng hôm nay qua lại đến trễ qua Hôm nay em lại đi trễ nữa Tại sao vậy Cô bỏ qua cho em biết bao nhiêu lần rồi Kỳ họp phụ huynh tới Cô sẽ nhắc nhở ba mẹ em Phải dặn em đi đúng giờ Em xin lỗi cô Em sẽ cố gắng đi học sớm Cô đừng có mát mẹ em nha cô Em hứa ngày mai em sẽ đi học sớm thưa cô Cô nghe câu này hoài à Mà ngày nào em cũng đến trường trễ trơn á Cũng may á, em là một học sinh chăm ngoan Học giỏi Nên cô mới bỏ qua cho em hết lần này đến lần khác nhưng mà em cứ đi trễ hoài á sẽ ảnh hưởng đến các bạn trong lớp. Em nghe rõ chưa? Dạ, em xin lỗi cô. Em về chỗ ngồi đi. Hôm nay cô có một tin thông báo với các em. Nhà trường sắp mở một cuộc thi viết văn cho học sinh cấp 2, có thể nói là cuộc thi học sinh giỏi trường mình. Trong lớp cô cử hai em Trinh và Hoa đi thi. Phần thưởng đợt này rất lớn. Thưa cô, phần thưởng gì vậy cô? Giải nhất là một bộ đồng phục, giải nhì là một chiếc cặp hai em cố gắng giành được một giải cho lớp mình nghe cô trông cậy vào tài năng của hai em đó dạ em sẽ cố gắng hết mình qua nè đợt thi này á quan trọng dữ lắm em không được đến trễ nghe chưa dạ em nhất định đi sớm và cố gắng giành được một giải thưởng về cho lớp mình tốt cô hy vọng ở em thôi chúng ta bắt đầu tiết học mới đi các em cũng tại lớp học của qua sau khi cuộc thi viết văn có kết quả hôm nay có thầy hiệu trưởng đến thăm lớp chúng ta và thầy sẽ thông báo một tin vui cho lớp mình chào các em hôm nay thầy mang đến tin vui cho lớp nó đúng hơn là tin vui cho bạn qua của lớp mình bạn vừa xuất sắc giành giải nhất cuộc thi viết văn của trường ta sắp tới đây á trường sẽ cử bạn qua đại diện trường thi ở tuyến quyện thầy tin với khả năng của hoa chắc chắn sẽ có được kết quả thi tốt không phải là dễ nhì sao thầy Em có thể xin thầy đổi giải nhất thành giải nhì được không ạ? À? Em chỉ muốn được nhận giải nhì thôi. Ủa? Sao kỳ vậy? Em được giải nhất kia mà. Người ta được giải nhất á, thì mừng vui vô, vô hạn Còn em được giải nhất lại muốn đổi giải nhì. Em cho thầy biết tại sao em muốn vậy. Dạ, em... em... Có chuyện gì em cứ nói để cô và thầy rõ đi em. Dạ, thiệt ra em chỉ muốn được giải nhì để có chiếc cặp mới mà thôi. Em không có cặp đi học hay sao? Dạ, không, à, mà em có, nhưng anh hai thì không. Hai anh em phải thay phiên nhau xài chung một chiếc cặp. Hàng ngày á, em đợi anh hai đi học về, thì em mới đi học. Mẹ em á, bán ra ngoài chợ, tiền chỉ đủ qua bữa thôi, không có dư giả để mua chiếc cặp mới. Chính vì vậy mà em muốn mình đặt giải nhì, để có được chiếc cặp đem về tặng cho anh hai, đúng không? Dạ, đúng ạ. À. Anh hai đi học, Ngày nào cũng tranh thủ chạy về Có hôm còn bị té trầy tay trầy chân Vì gấp đem cặp về cho em Em không muốn anh hai bị thương nữa Thì ra đây mới là lý do Khiến em đi học trễ mỗi ngày Cô đã không biết Không quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình em Ngày nào cô cũng trách em Vậy mà em cứ im lặng Có gì phải nói cho cô biết chứ qua Nhà trường sẽ giúp em mà Chúng ta đã quá vô tâm với các em cô Ngân à Đáng lẽ ra nhà trường á cần quan tâm hơn tới hoàn cảnh của từng em học sinh để biết được tâm lý của các em thế nào. Phụ huynh đã tin tưởng gửi con em cho nhà trường dạy dỗ. Chúng ta phải cố gắng chăm sóc giáo dục các em nên người, tìm hiểu những hoàn cảnh gia đình khó khăn để còn kịp thời giúp đỡ, tạo điều kiện cho các em yên tâm học tập. Dạ, ngày mai em sẽ đến nhà qua để hiểu hơn về hoàn cảnh gia đình của em ấy rồi em sẽ báo lên ban giám hiệu. Được rồi, chuyện này tôi giao cho cô nha. Cô ơi, em, em còn việc này á muốn xin với cô. Mai cô đến nhà, đừng có nói với mẹ em, việc em đi học trễ nha cô. Mẹ mà biết á thì mẹ lại buồn và lo lắng nữa. Được rồi, cô không nói cho mẹ em đâu, em không có lỗi. Đúng ra, cô mới là người có lỗi, vì không tìm hiểu kỹ mà đã dội trách mắng em. tại nhà của chị Hiền mẹ của Hoa hôm nay cô giáo Ngân đến tìm chị chị ơi cho em hỏi đây có phải là nhà em Hoa không chị dạ đúng rồi cô tìm Hoa có việc gì không cô dạ em là cô giáo chủ nhiệm của Hoa em đến đây thăm nhà mình và có chút việc muốn nói với gia đình vậy tôi mời cô vô nhà Hoa ơi có cô giáo đến nhà này con con lấy nước mời cô giáo đi con dạ em thưa cô dạ chẳng hay cô giáo đến nhà có việc gì không ạ à? Con tôi có làm chuyện gì sai quấy ở trong trường mà cô phải đích thân đến đây vậy? Không chị, em qua rất ngoan và học rất giỏi. Hôm nay á em đến đây là để trao cho em qua phần quà mà qua đã đạt giải nhất cuộc thi viết văn do trường tổ chức. Qua đã có nói cho chị nghe chưa chị? Mẹ ơi, chuyện vui như vậy sao con không kể cho mẹ nghe qua? Dạ, tại chưa có nhận được quà nên con chưa dám nói. Con định dành cho mẹ một bất ngờ ai vậy cô giáo tiết lộ bí mật rồi bây giờ càng vui hơn chứ làm sao đây là phần quà của em nè em nhận đi tiếc quá nó không phải là một chiếc cặp chiếc cặp nằm ở đây em mở ra xem coi có thích không ủa sao lại là chiếc cặp em có bộ đồng phục dễ nhất rồi mà cô sao lại có thêm chiếc cặp nữa chiếc cặp này á là phần quà của cô dành cho em em nhận lấy đi cô vui á khi có được một học trò ngoan học giỏi và trung thực như em Coi như đây là món quà cô tặng vì sự ngoan ngoãn của em. Dạ, thôi cô ơi, em có phần quà dễ nhất rồi, em không nhận thêm đâu. Chuyện này làm sao vậy cô? Qua giành giải nhất cuộc thi, nhưng mà em lại muốn được giải nhì, vì giải nhì là một chiếc cặp. Qua nói là hai anh em chỉ có một chiếc cặp đi học xài chung, nên ngày nào cũng phải đợi anh hai về thì Qua mới đi học. Dạ, thiệt là xấu hổ, vì làm mẹ mà không lo được cho con đầy đủ, để hai anh em nó phải thiếu thốn đủ thứ, tội cho tuổi nhỏ quá. Không đâu chị, chị là một người mẹ kiên cường, chị đã hy sinh tuổi xuân nuôi hai con ăn học như vậy là quá tốt rồi. Chuyện kiếm tiền bây giờ quá khó khăn, một mình chị phải bươn chải nuôi hai em thế này là giỏi lắm rồi chị. Em không phục chị lắm. Ba tụi nhỏ mất từ sớm, tôi phải gánh thêm một phần làm cha cho bọn nhỏ. Tôi chỉ mong sao đủ sức khỏe để nuôi con cho chúng khôn lớn nên người hả cô? Chị, chị nhận chiếc cặp thay qua giúp em. Đây là chiếc cặp em mua tặng để hai anh em không thay phiên nhau xài chung một cái nữa. Hoa xứng đáng được chiếc cặp này chị à. Bởi vì á, Hoa là cô bé có tấm lòng nhân hậu, biết thương mẹ, thương anh. Thay vì á, có được đồng phục mới, em đã chọn chiếc cặp để chia sẻ cho anh hai. Điều đó thật đáng quý. Một nhân cách đẹp đó chị còn đây á là chút quà nhỏ của nhà trường gửi đến chị để chị lo cho hai cháu ăn học tập thể giáo viên biết được hoàn cảnh của gia đình mình á nên mỗi người góp một ít mong chị nhận cho tụi em vui chiếc cặp thì tôi có thể nhận nhưng tiền thì mẹ con tôi không có dám nhận đâu cô bởi nó lớn quá lớn đối với mẹ con tôi rồi nó không đáng là bao đâu chị đây là tấm lòng của ban giám hiệu và tập thể giáo viên trường chị cầm lấy nha chị dạ tôi cảm ơn cô Tôi sẽ thay qua nhận. Qua, con lại cảm ơn cô đi con. Cô thương con nên tặng con chiếc cặp, con nhận đi. Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng cảm ơn những tấm lòng cao cả của giáo viên và ban giám hiệu nhà trường. Dạ, con cảm ơn cô. Có chiếc cặp rồi, con và anh hai sẽ đi học đúng giờ. Anh hai không phải chạy gấp gáp về đưa cặp cho con đi học kịp giờ. Mẹ cũng đỡ vất giả kiếm tiền mua cặp cho anh em con cảm ơn cô đã quan tâm và cho cháu qua niềm vui như vậy. đó là chuyện cần làm mà chị. em cũng đã quá vô tâm với qua. đến tận bây giờ em mới hiểu hoàn cảnh của cháu. chút ít quà này thì có là gì đâu chị? là cô giáo chủ nhiệm. lẽ ra em nên tìm hiểu hoàn cảnh từng gia đình học sinh để hiểu rõ hơn về tụi nhỏ. đây là bài học để em trở thành một giáo viên có trách nhiệm hơn với các em học sinh do mình quản lý. qua em có một người mẹ tuyệt vời một người anh yêu thương em hết mực em phải cố gắng học tập tốt để sau này đỡ đần cho mẹ nghe em dạ em cảm ơn cô cảm ơn nhà trường đã quan tâm đến gia đình em em hứa sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng mẹ cô và nhà trường đã giúp đỡ em ngoan giờ á em có cặp rồi vậy là mai á phải đi học đúng giờ nghe chưa dạ em sẽ luôn đi học đúng giờ Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh chiếc cặp của tác giả Trang Thi. Chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây xin tạm dừng. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện chương trình xin nói lời chia tay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái chào tạm biệt.